chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó chính là: bạn có người yêu cho năm 2022 hay không? Thì dạo gần đây mình đang làm rất là nhiều những cái video dự đoán về năm 2022. Và mình có một cái playlist dự đoán về năm 2022 đấy. Mọi người có thể bấm vào đó để xem riêng các cái chủ đề. Và mình sẽ update dần về công việc, tình yêu rồi vân vân và mây mây nhá. Ok, và quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, đó chính là bạn có người yêu cho năm 2022 hay không? Thì chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Tất cả mọi người đều có thể xem được video này nhá. 1, 2, 3, biết đâu đang có người yêu thì lại có thể là sang năm yêu một người khác thì sao, đúng không? 1, 2, 3, ok. Nếu như bạn khó chọn quá thì bạn có thể nhắm mắt lại, chọn một con số 1, 2 và 3, hoặc bất kỳ một con số mà khiến bạn trong ba cái con số 1, 2, 3 đó thì con số nào có ý nghĩa với các bạn nhất thì các bạn chọn cũng được, không có vấn đề gì. Và chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Rồi, chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên nhé. Đây là trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở. Với câu hỏi đó là năm 2022 bạn có người yêu hay không, thì tụ bài này là một tụ bài thú vị này, nên các bạn hãy lắng nghe nó nhá, từng câu từng chữ nhá. Điều đầu tiên thì mình thấy rằng là năm nay bạn có người yêu không, 2022 có người yêu hay không, mình thấy là có. Các bạn đây xuất hiện nhận là new love ở đây thì mình khẳng định với các bạn là có đây đó. Tuy nhiên thì lắng nghe kỹ này, mình thấy phần lớn khoảng thời gian của năm 2022 các bạn sẽ đi một mình, các bạn sẽ có những cái chặng đường riêng, sẽ có sự phấn đấu riêng, sẽ trải qua những cái khó khăn riêng của các bạn. Mình thấy có đôi lúc các bạn cảm thấy khá là cô đơn, mệt mỏi, cảm thấy tại sao mình cứ đi một mình như này mãi mà mình chưa gặp được cái người mà cùng đồng hành với mình, hỗ trợ cho mình, yêu thương mình đó. Và thậm chí có những cái thời điểm các bạn cũng gặp cực kỳ những cái khó khăn về mặt tiền bạc tài chính, thì mình thấy là tất cả những thứ đấy bạn lại đương đầu một mình. Đấy, tức là cái giai đoạn khó khăn nhất của cái năm 2022 thì bạn lại trải qua nó một mình. Và các bạn cứ lờ già lờ dờ đi để cầm cái đèn để đi tìm đường cho chính mình, tìm cái cách nào đó để giải thoát bản thân mình ra khỏi cái khó khăn này. Tức là sao, cái người tình yêu mới được của các bạn họ đến trong năm 2022, họ không đến vào lúc bạn khó khăn nhất, mà họ đến vào lúc mà các bạn đã vượt qua được những cái khó khăn đó. Và có thể có những bạn đã có những cái thành tựu riêng của các bạn rồi. Đó. Và với một số trường hợp ở đây mình còn cảm giác được, đấy là các bạn cảm thấy mình không có duyên lắm với cái chuyện yêu đương. Có thể bạn cứ thích ai thì cái người đấy họ lại không thích bạn, hoặc là người ta thích bạn thì bạn lại không thích họ, kiểu như thế. Và đôi khi mình thấy bạn có những cái đặc điểm riêng của bạn, những cái phong cách, những cái cá tính riêng, những cái điều gì mà nó hơi khác biệt so với những người khác. Ví dụ, mình lấy ví dụ như các bạn hơi dị dị một chút trong một số cái sở thích. Ví dụ như là các bạn không thích mặc váy, bạn chỉ thích mặc quần, hay là bạn không thích trang điểm, bạn thích để mặt mộc, hay là có những bạn thì lại thích trang điểm thật là đậm hay là gì gì đó, ví dụ như vậy. Thì có thể đôi khi bạn cảm thấy được rằng là những cái sở thích kỳ lạ hoặc là những cái thói quen kỳ lạ đấy của mình, nó trở thành một trong những cái rào cản khiến mình đến với những cái người xung quanh. Thì bất kỳ điều gì nha, mình chỉ lấy ví dụ qua thế thôi, thì mình thấy rằng là bạn không được gì mà phải sợ cả. Bạn có cái vẻ đẹp riêng của các bạn, cho dù nó là điều đặc biệt hay là gì đó cực kỳ là dị dị cũng được, không có vấn đề gì hết. Bởi vì sao, bạn được sinh ra với cái sự đặc biệt đó. Và điều đấy ấy, nó giống như là mỗi người được phát một cái bút màu, mỗi người được phát một cái màu sắc riêng trong khi mà chúng ta đến với cái đời sống con người này, đến với trái đất này. Thì bạn có những cái điều rất là đặc điểm riêng ghi dấu trong mắt mọi người, ví dụ như là ăn phở không ăn hành, ví dụ thế, hay là ăn rau mà không biết ăn thịt, kiểu như thế, không có vấn đề gì cả. Cái người nào họ thực sự yêu bạn, họ sẽ yêu cả những cái điều kỳ lạ đó của bạn, dị đó của các bạn. Họ sẽ cảm thấy đấy là một điều thực gì là thú vị, dễ thương, đáng yêu đó. Và đấy là họ sẽ tôn trọng những cái ý kiến, những cái sự đặc điểm riêng của mỗi người. Cho nên bạn đừng lo lắng hay sợ hãi vì điều đó nhé. Rồi, mình thấy rằng là cái tình yêu mới sẽ đến với bạn vào cái thời điểm bạn đã vượt qua được cái khó khăn. Và mình thấy bạn có một cái thành tựu nhất định nào đó ở trong năm 2022. Mình thấy có cái lá lăm xu ở đây, có thể là tiền bạc tài chính này, có thể là những cái cảm xúc thiếu thốn này, nhưng mình nó có thể đến từ cả hai thứ luôn. Thì mình thấy là yên tâm đi, cái sự abundance, cái sự đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần ấy, nó sẽ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn thôi. Và ở đây bạn nhận được một cái lời chúc từ vũ trụ rằng là đã vất vả rồi, con đã vất vả rồi thì
con sẽ nhận được cái thành quả xứng đáng với con mà thôi. Và cái thành quả đó, đấy chính là các bạn sẽ gặp được một người nào đó. Thì cái người này, một, có thể có khoảng cách địa lý với các bạn; hai, họ đến từ xa; ba, bạn có thể di chuyển cái gì đấy và bạn gặp cái người này. Ví dụ bạn chuyển công việc mới, bạn gặp cái người này ở môi trường mới. Ví dụ bạn chuyển nơi ở mới, nhà trọ mới, khu mới, thì bạn gặp cái người này. Đó, mình thấy có một cái sự di chuyển, có một cái sự đi lại ở đây. Hoặc bạn phải đi lại để gặp họ, hoặc họ đi lại để gặp bạn. Và họ có thể là có khoảng cách địa lý với các bạn. Nhưng mà yên tâm về cái người này nhá. Người này và bạn có một cái phản ứng hóa học, một cái sự thu hút lẫn nhau cực kỳ là mạnh mẽ. Cái người này mình cảm thấy họ không phải là người vội vàng đâu, tính tình khá là trầm ổn. Họ có thể là người thuộc cung đất, mang cách ngư xử nữ, khá là logic. Và họ biết là họ cần phải làm gì, và rất là chắc chắn. Đó, mình thấy rằng là rất là dễ khi bạn gặp cái người này là vào cái thời điểm bạn bắt đầu một cái hành trình mới trong cuộc sống của chính các bạn. Đây, các bạn đi trên một cái hành trình mới, xách vali các thứ. Nhiều bạn là chuyển nhà, nhiều bạn là ra ở riêng, nhiều bạn là chuyển công việc mới hay là gì gì đó. Nó sẽ có một cái bước thay đổi nào đó để đưa đẩy bạn gặp được cái người này. Và bạn, giữa bạn và họ có rất là nhiều cái sự thu hút lẫn nhau, phản ứng hóa học. Có thể khi hai người bắt đầu gặp nhau ấy, hai người đã cảm thấy có cảm tình với nhau, cảm thấy cảm mến lẫn nhau rồi. Và mình thấy cái người này ấy, họ chia sẻ và đồng cảm với các bạn rất là nhiều, và kể cả bạn cũng như thế. Mình thấy là về phía của các bạn, mình thấy là bạn nên chia sẻ nhiều hơn với họ, nên đồng cảm với họ nhiều hơn. Đó, bởi vì cái người này, về phía cái người này thì mình cảm thấy rằng là họ sẽ hết lòng vì bạn, họ sẽ đồng cảm với bạn rất là nhiều, chia sẻ với các bạn rất là nhiều. Đó, và ở đây cũng có báo hiệu một cái việc đấy là the message giống như là bạn sắp tới thì cái năm 2022 này bạn sẽ đón nhận những cái tin tức rất là lạc quan, rất là vui vẻ sẽ được đem đến với các bạn, và vũ trụ chúc các bạn một cái năm 2022 thật sự là tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ làm rõ hơn những cái thông tin cần thiết nữa về cái mối quan hệ này nhá. Mình thấy là đây là thời điểm để cho các bạn giống như chúng ta chúng ta nên lên cho đi nhiều hơn, kiểu như thế. Ok, tiếp, thông điệp dành cho tụ số. Mình thấy là như vậy á, chốt lại của cái, chúng ta có thể đoán được xương xương đúng không? Chúng ta có thể đoán được xương xương là cái người nào sẽ xuất hiện vào thời điểm nào. Tức là bạn càng trải qua cái khó khăn nhanh thì bạn càng gặp được cái người này. Mình thấy là, nhưng mà mình cảm thấy là họ không học và gặp họ sớm đâu. Các bạn sẽ không gặp họ sớm, không học trong khoảng đầu năm hay là giữa năm gì đâu, mà khoảng từ nửa cuối năm về cuối này này của năm 2022 này, thì mình thấy là các bạn mới có thể là gặp được họ, chứ chưa gặp sớm đâu. Bởi vì mình thấy kể cả cuộc sống của các bạn ấy, nếu như muốn phát hay muốn thay đổi hay gì đấy ấy, mình thấy là nó cũng phải nửa cuối năm sau cơ, chứ không phải là khoảng đầu năm sau đâu. Rồi, ok. Có những bạn á, có những bạn thì mình thấy là Cupid Arrow này, rồi có Heartbroken này, mình thấy là bạn phải vượt qua một cái nỗi đau nào đó, một cái sự tổn thương nào đó trong trái tim của bạn khiến cho bạn cảm thấy tan nát, tan vỡ. Tức là bạn phải vượt qua được. Và mình thấy là các bạn tìm được chính bản thân của mình sau hành trình soul searching, tức là tìm về cái ý nghĩa linh hồn, bản chất của mình là ai, mình như thế nào, tại sao thứ diễn ra như vậy, và mình đã đúng ở đâu, mình sai ở đâu, mình chiêm nghiệm để mình thay đổi cái cuộc sống của mình. Thì mình thấy là bạn sẽ hàn gắn được cái trái tim của bạn, và cái người này là người cực kỳ đồng cảm với những cái nỗi tổn thương mà bạn có. Tuy nhiên mình thấy là có thể bởi vì bạn bị tổn thương cho nên bạn không dám cho nhiều, bạn không dám thể hiện bản thân mình nhiều trong cái mối quan hệ này. Còn các bạn có lá Cupid Arrow thì một cái lá này nó cũng có quá là khẳng định cho các bạn, đấy chính là năm 2022 các bạn sẽ có người yêu. Thần Cupid sẽ dương cung bắn vào mông các bạn đây, và hãy giữ vững niềm tin rằng tình yêu nó đang tới, và các bạn sẽ phải rất là ngạc nhiên với cái người mà bạn sẽ gặp gỡ ở đây. Người này có thể người thuộc cung đất, mang cái ngư xử nữ. Ở đây có cung đất rất là nhiều, nặng, rất là nặng cung đất ở đây. Có thể là cung cự giải nữa, nhưng mình khả năng họ có thể là cung đất, hoặc là trong cái lá số chiêm tinh của họ có rất là nhiều có rất là nhiều cái nguyên tố đất. Giving and receiving, mình thấy là cái mối quan hệ này á, cái người này họ rất là đồng cảm, và họ cho đi cho với bạn, họ không có tiếc gì cả. Tức là họ dành tình yêu cho bạn, họ thể hiện tình yêu đấy ra, họ không có toan tính gì đấy nhiều cả. Không có luôn. Còn về phía bạn, bởi vì bạn đã từng tổn thương, nên mình thấy là bạn sẽ rén hơn, bạn sẽ không dám bộc lộ mình hơn, bạn sẽ giấu mình hơn. Đó. Thế nhưng mà ở đây được lời, bạn nhận được cái mở lời từ vũ trụ, lời khuyên từ vũ trụ đấy chính là hãy mở lòng ra,
Và bạn đừng coi những cái tổn thương mình có hay là những cái gì đấy trong quá khứ của các bạn, nó là một cái vết nhơ, nó là một cái gì đó cản bước các bạn trong câu chuyện tình yêu nhá. Bạn phải nhận thức đúng về nó. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có đau khổ, ai cũng có những cái điều đặc biệt riêng của mỗi người. Và nó sẽ là những cái điều tuyệt vời khi chúng ta tìm được cái người mà nhìn nhận những cái sự đặc biệt đó của chúng ta trở thành những cái điều tuyệt vời. Tức là người yêu bạn họ sẽ thấy được rằng những cái vết sẹo đó của các bạn ấy nó đẹp, nó tuyệt vời. Còn người mà không yêu bạn, cho dù bạn có vẽ hoa, vẽ cành, cho dù bạn có xăm đẹp đến như thế nào đi chăng nữa, thì cái người không yêu bạn họ cũng sẽ tìm được cái lý do để có thể rời xa bạn và không yêu thương bạn. Đó, còn đối với cái người này thì họ mình thấy là cũng khá là vô điều kiện ấy, đến vì tình yêu thôi, không có gì cả. Thế cho nên mình thấy cuối năm 2022 sẽ là một cái khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy cực kỳ là trọn vẹn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần với cái lá Avenant ở đây nhá. Thế cho nên là mình chúc cho các bạn có một cái năm 2022 thực sự là tuyệt vời. Vậy thì mình sẽ rút thêm một lá nữa thôi. Rất là ham rút luôn, bởi vì những cái tụ bài mà nó ý nghĩa như thế này thì mình lại cực kỳ thích rút. Thông điệp dành cho tụ bài số 1 trong năm 2022 mình tính nhá. Rồi mình thấy là phải chờ nha, người này sẽ không đến sớm trong năm 2022 đâu. Rồi, mình thấy là đừng có vội vàng gì cả, hãy để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên. Rồi, chúng ta đến với tụ bài số 2 đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nha. Với câu hỏi năm 2022 bạn có người yêu hay không? Tụ bài này mình cũng khẳng định là có nha. Và tụ bài này cũng là một cái tụ bài mà vui, rất là vui luôn, vui vãi luôn ý. Ok, mình thấy là a year from now, từ nay đến một năm nữa chắc chắn là bạn sẽ có người yêu. Trong khoảng thời gian từ nay một năm nữa, có. Tức là bắt đầu từ khoảng thời gian bạn xem được video này đến một năm sau đó, thì đến cái ngày của một năm sau đó đây, đấy là trong khoảng thời gian đấy thì các bạn sẽ có được người yêu. Ok, và mình nghĩ là đến sớm thôi. Mình nghĩ là đến sớm thôi bởi vì các bạn sẽ các bạn có một cái lá bài này, nó nói về việc đấy là cái câu trả lời mà bạn cần ấy, nó sẽ đến sớm thôi. Nó đang coming, nó đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Thì mình thấy cụ thể hơn đối với cái tụ bài này ra sao thì mình thấy bạn có thể gặp họ. Bạn và họ có rất là nhiều những cái giây phút vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Các bạn có 3 ly, có 10 ly ở đây thì mình thấy nó cực kỳ là vui vẻ hạnh phúc, khi tràn ngập tình yêu thương khi mà hai người đến với nhau. Nó là cái cảm giác cực kỳ là trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc. Thêm vào đó mình thấy ở đây có thể bạn gặp họ trong một cái bữa tiệc, trong một cái buổi gì đấy đông người, hoặc thông qua vòng tròn bạn bè của cả hai người. Hoặc một trường hợp nữa mình thấy bạn nhận được cái sự chúc phúc, nhận được cái một là chúc phúc, hai là cái sự ủng hộ của rất là nhiều người xung quanh. Họ phải kiểu cảm thấy vui khi mà hai người đến với nhau ấy. Đó, kiểu như thế. Và mình thấy là cái người này là cái người mà calling your soulmate, tức là bạn là cái người gọi họ vào trong cuộc sống bằng chính năng lượng tuyệt vời của các bạn. Mình thấy rằng là bạn càng có những cái bước chuyển đổi mạnh mẽ bản thân mình lên những cái phiên bản tốt hơn ý, thì bạn càng thu hút được cái người này đến sớm hơn. Bởi mình thấy đây sẽ có một cái sự chuyển đổi khá là mạnh mẽ đến từ phía các bạn. Có thể là tầm cuối năm đây này, tầm cuối năm này, hoặc là nửa cuối năm của 2021 cho đến đầu năm 2022 này, thì mình thấy là bạn có những cái bước chuyển đổi thay đổi cực kỳ là mạnh mẽ về thói quen, về cuộc sống, về mọi thứ của các bạn. Đó, và mình thấy khi mà bạn có cái sự chuyển đổi lên một cái định hướng mới tốt hơn thì mình thấy có thể công việc của bạn thời điểm này cũng thời điểm năm 2022 này cũng rất là thuận lợi này. Tức là khi mà bạn gặp họ là cái thời điểm công việc của bạn thuận lợi, tình yêu của bạn cũng thuận lợi. Tức là chỉ khi công việc của bạn thuận lợi thì cái tình yêu này của các bạn nó mới càng thuận lợi hơn thôi. Đấy, kiểu như vậy. Thì mình thấy rằng là người này cho bạn cực kỳ là nhiều động lực. Người này họ hỗ trợ bạn rất là nhiều ở trong cuộc sống. Và chính vì thế mà bạn càng có hưng phấn để làm việc, để làm bất kỳ một điều gì đó. Cũng có thể là bạn và họ gặp nhau trong công việc nha. Hai người làm chung một môi trường làm việc nào đó nha. Đó. Và hai người có một cái sự hỗ trợ động viên lẫn nhau. Và mình thấy đặc biệt về phía của họ là họ hỗ trợ động viên bạn rất là nhiều, cực kỳ là nhiều. Truyền cho bạn tình yêu, truyền cho bạn động lực. Và mình cảm thấy người này đứng đến rất là gần rồi, coming, đang đến rồi, rất là gần trong cuộc sống các bạn rồi. Thì mình thấy rằng là cái tình cảm này của hai người, ngoài cái việc cảm xúc nó đong đầy, nó tròn vẹn, hạnh phúc này, 10 ly này, nói về tình yêu lại còn 10 ly cảm xúc ở đây thì nó lại quá là dạt dào, quá là khiếp nắm nước quá. Đấy, kiểu thế. Thì mình thấy ngoài cái vấn đề tình cảm, cảm xúc này của các bạn phát triển thì mình thấy nó cũng còn rất là nó cũng có rất là nhiều những cái đam mê, những cái sự thu hút lẫn nhau rất là mãnh liệt ở đây.
Cực kỳ là mãnh liệt, thu hút lẫn nhau về cả mặt thể chất lẫn tinh thần của các bạn luôn nhá. Mặt thể xác lẫn tinh thần và kể cả vấn đề tình yêu, tình cảm lẫn tình dục. Ok. Và một điều nữa ở đây mình thấy đó chính là mình thấy là làm cái người này, cái người đàn ông, à không phải là người đàn ông mà mình thấy là ở cái mình thấy là cái người đàn ông trong cái mối quan hệ này, tức là bạn là nam hay là nữ mình không cần biết nha, mình thấy là sẽ xuất hiện một người đàn ông ở đây thôi thì mình sẽ không không gán cái giới tính cho cái người này nữa, tùy vào bạn thôi. Thì mình thấy cái người này là một người mà họ suy nghĩ chín chắn thấu đáo lắm, họ nghĩ đâu ra đấy tất cả mọi thứ, rất là thấu đáo, rất là chín chắn. Nói chung là có trước có sau, nghĩ trước nghĩ sau, tính trước tính sau, kiểu như thế. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái vấn đề ở trong cái mối quan hệ này, cái diễn biến của cái câu chuyện này, đó chính là mình thấy có một người phức tạp hóa cái vấn đề lên quá. Một là cái người này họ nghĩ nhiều quá, cho nên là chính họ là cái người phức tạp hóa vấn đề câu chuyện lên. Hai là bạn nha, một trong hai người nha, mình thấy một trong hai người có cái sự phức tạp hóa vấn đề lên và đôi khi làm cho cái mối quan hệ nó đang vui vẻ nó nảy sinh những cái mâu thuẫn, có thể sẽ có sự kiểm soát lẫn nhau, có thể sẽ có những cái cãi vã, những cái xung đột. Cãi vã xung đột thì mình thấy là nó không tránh được trong bất kỳ một mối quan hệ nào, tình yêu lãng mạn không 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 thể tránh được đâu, có thể cãi vã, nhưng có những người họ cãi vã những cái gì đó nó rất là nhỏ nhặt vụn vặt xong rồi thôi là quên luôn ấy. Nhưng mà đối với cái mối quan hệ này thì mình thấy có một cái chút gì đấy nó mang tính hơi kiểm soát, có thể hai người yêu nhau quá, hai người tràn đầy cảm xúc dành cho nhau quá, cho nên là nó có một cái gì đấy kiểm soát, nó có một cái gì đấy hơi chệch chệch, hơi có vấn đề ở trong cái mối quan hệ này. Và mình thấy là các bạn cần phải xem xét lại khi mà đến được với nhau. Nhưng mà mình thấy rằng là cái người này họ cũng, tức là mối quan hệ nào cũng vậy thôi các bạn ạ, nó sẽ phải trigger một cái vấn đề gì đấy bên trong bạn để bạn giải quyết, và khi bạn giải quyết được có nghĩa là bạn chiến thắng, kiểu kiểu như thế, chiến thắng khỏi cái nỗi sợ hãi đó, chiến thắng khỏi cái điều mà nó trigger đó, cái mối quan hệ này nó trigger, nó kích hoạt đó. Cho nên ở đây mình có một lời khuyên cho các bạn, đấy là hãy giữ cho mình cái sự đơn giản thôi, bạn đừng phức tạp hóa vấn đề bất kỳ cái câu chuyện vấn đề gì trong cái mối quan hệ này cả, bởi vì nó sẽ gây lên những cái căng thẳng không cần thiết cho mối quan hệ này đó. Thì mình thấy là tụi này vui vui này, vui cũng có này, cãi vã cũng có, mâu thuẫn cũng có, hai người có thể là kha, hoặc là bạn là cái người yêu hết mình mà cãi vã cũng hết mình đấy. Rồi tiếp nhé. Nhưng mà mình thấy cái đam mê hai người cũng rất là mãnh liệt, và như mình nói nó có là nó phát triển cả về mặt cảm xúc và tình dục, nó thực sự là nó rất là ngang nhau. Hai người có thể gặp nhau trong công việc nha, hoặc đối với cái mối quan hệ này thì mình show me, show connection, show contract. Mình cảm thấy hai người có một cái hợp đồng linh hồn và nào đó dành cho nhau. Vui vẻ thì vui đấy, nhưng mà cũng có cãi vã, nhưng cũng có những cái rất là dữ dội với nhau đấy. Đó, và cái mối quan hệ này thì mình nghĩ là các bạn nên khám phá để biết xem là nó đem đến điều gì cho các bạn. Rồi, thông điệp. Trên có những thứ mình nhìn thấy rồi nhưng mình không nói được. Không thể nói được. Ok. Ok. Mình nghĩ là nó sẽ đến sớm đấy. Cũng sẽ vui và hạnh phúc, cũng sẽ có những mâu thuẫn cãi vã. Mình nhìn thấy một số thứ nhưng mà mình không 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 nói, mình cũng không 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 muốn tiết lộ gì đó. Mình muốn các bạn hãy thử sức với nó, hãy đến với nó. Hãy đón nhận nó vào trong cuộc sống của các bạn. Cho dù nó dẫn bạn đi đâu, đến niềm vui, hạnh phúc, đến kết hôn hay là dừng lại hay gì gì đó, thì cái đấy nó cũng là cái trải nghiệm của chính bản thân các bạn. Rồi, mình nghĩ là đến sớm đấy. Thông điệp. Không chắc chắn. Improving health. No need to worry. Painful people. Có thể hai người đến với nhau đến với nhau nhờ cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ bạn bè của các bạn. Và mình thấy là cái mối quan hệ này nó sẽ trigger, nó sẽ khai thác rất là nhiều những cái mặt khác bên trong bản thân các bạn. Nhưng mà đừng có lo lắng, tất cả mọi thứ nó đều nằm trong cái kế hoạch của vũ trụ rồi. Thứ hai nữa đấy là mình thấy các bạn
Có thể là sau cái mối quan hệ với cái người này. Tức là sao? Tức là mình thấy là khi mà hai người có cái sự tương tác với nhau á, thì mình thấy rằng là bạn sẽ đến cái thời điểm sẽ đến cái thời điểm mà các bạn sẽ học cái cách mà giống như là quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, về cả thể chất lẫn tinh thần của các bạn. Vì mình thấy là năm nay sẽ là một năm mà các bạn cần phải để ý rất là nhiều đến sức khỏe của bản thân các bạn đấy. Mình nghĩ là các bạn cứ từ từ trong mối quan hệ này thôi, đừng quá là vội vàng gì đó cả. Đừng để cho nó là cái bông hoa sớm nở rồi cũng chớm tàn nhá. Mình thấy bạn nên từ từ thôi, cân bằng mọi thứ thôi. Thông điệp dành cho tụ bài số 2, dành cho tụ bài số 2 nhé. Thông điệp dành cho tụ bài số 2. Các bạn có lá này nói về cái việc đấy là hãy kiểm tra lại cái cảm xúc bên trong chính bản thân của các bạn. Cái cảm xúc này nó sẽ mách bảo cho các bạn đi cái con đường nào đúng, chọn cái gì đúng, và giống như là nó sẽ cho bạn cái câu trả lời cần thiết. Và mình thấy là nếu như bạn còn những cái vấn đề gì đấy liên quan đến quá khứ ấy, mình thấy là bạn hãy chọn cách để là thả trôi nó đi, cho phép những cái điều mới mẻ hơn đến với cuộc sống của mình. Nó cũng là cái quá trình mà bạn dạn đẻ thêm con người mới đấy, chuyển biến thành một con người mới đấy. Rồi, cảm ơn tụ số 2 đã đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là rồi, với câu hỏi đó là năm 2022 bạn có người yêu hay không? Thì đối với cái tụ bài này mình thấy như sau này. Thứ nhất, nếu như thời điểm này bạn đã có người yêu rồi là cái thứ nhất này. Cái thứ hai nữa, nếu như thời điểm này bạn đã có crush rồi, thì mình thấy rằng là năm 2022 có thể sẽ gây ra cho bạn một cái sự thất vọng gì đấy về cái người mà các bạn đang có tương tác, đang kiểu có cảm tình ấy. Hoặc một trường hợp nữa, nếu như bạn độc thân đi và bạn không có ai cả, thì năm 2022 mình thấy có thể là sẽ có ai đó đến tán tỉnh các bạn. Tức là nó chỉ dừng ở lại cái mức tán tỉnh thôi, chứ nó không tiến xa được lên thành một cái mối quan hệ yêu đương đâu. Đó, nhưng mà phải không thể phủ nhận được rằng là bạn cũng có cảm tình với họ, họ cũng có cảm tình với bạn. Nhưng mà mình thấy có một cái điều gì đấy nó rất là bất ngờ đã diễn ra trong cái mối quan hệ này. Nó giống như là sét đánh vào tòa tháp và buộc hai người phải nhảy ra ấy. Có thể hai người phát hiện ra những cái sự thật nào đó, hoặc là đột nhiên cái mối quan hệ này nó đến và nó kết thúc một kiểu sukana luôn ấy, nó kiểu kết thúc luôn và ngay ấy. Nó có một cái kiểu gì đấy nó rất là buồn cười, rất là kỳ lạ khi mà nó diễn ra. Thì mình thấy rằng là cũng có thể mối quan hệ này nó dính thị phi, dính hiểu lầm gì đấy. Có thể là bạn bị nghe tin này kia từ người khác về cái người này. Bạn nhận ra một cái sự thật nào đó thông qua cái thông qua kiểu như cái câu trò chuyện, buôn chuyện, hoặc là cái mối quan hệ này của hai người bị những người xung quanh ra vào nhiều quá và nó không đủ mạnh mẽ để có thể tiến lên được phía trước. Và mình thấy rằng là nó mới chỉ dừng lại cái mức là tán tỉnh lẫn nhau thôi, mập mờ gì đó với nhau thôi, chứ chưa lên một mối quan hệ chính thức đâu. Cho nên cũng có thể nói rằng là năm nay chưa có người yêu, năm nay các bạn chưa có người yêu, mà năm nay sẽ là một năm mà các bạn có thể sẽ có mối quan hệ mập mờ với ai đó, nhưng sau đấy rồi cũng sẽ kết thúc một cách nhanh chóng, một cách kiểu sukana ngay và luôn và kiểu bất ngờ ấy. Không nghĩ là nó lại diễn ra theo cái cách như thế ấy, kiểu như vậy. Thì hãy biết rằng nó là một cái hidden gift, tức là sao? Tức là một món quà được ẩn giấu đằng sau những điều khiến bạn buồn, khiến bạn không như ý. Nhưng mà bạn phải nghĩ xa hơn một chút. Nếu như bạn tiếp tục đối với cái mối quan hệ này thì sao? Thứ nhất là không tiếp tục được. Thứ hai nữa, nếu như có tiếp tục thì sao? Thì mình thấy rằng là có thể bạn sẽ gặp những cái điều nó không vui hơn nữa, nó sẽ còn đau khổ hơn nữa, nó sẽ còn vật vã hơn nữa. Cho nên đau một lần rồi thôi, dừng sớm rồi thôi, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là điều này nó đem đến cho bạn một nỗi buồn, nó đem đến sự kết thúc, nhưng nó cũng đem đến cho bạn khởi đầu. Và nhờ vào cái sự kết thúc này ấy, thì mình thấy rằng là bạn hãy biết rằng là bạn và những cái người mà bạn yêu thương ấy, thì vẫn được an toàn. Tức là sao? Giống như là cái sự kết thúc của mối quan hệ này là cách mà vũ trụ bảo vệ bạn và những người mà bạn yêu thương. Tức là vũ trụ giữ và để cho bạn được an toàn đấy.
khi mà bạn để mà bạn khi kết thúc cái mối quan hệ này, điều này nó tới đấy. Tức là bởi vì bạn có một cái thế lực tự nhiên đây này, họ à những cái thế lực vô hình đây này, giống như kiểu các cụ gánh còng lưng ấy đấy, cái câu này nó không sai đâu, các cụ gánh còng lưng ấy, để bạn khỏi phải đến với cái người này. Nếu như bạn đến với người này mình thấy rằng là hoặc là tiến sâu hơn, tiến xa hơn hay là cái gì đó hơn với cái người này á, thì mình thấy rằng là nó có thể dẫn bạn đến những cái điều nó tệ hơn, nó đau khổ hơn, mệt mỏi hơn. Thì những cái thế lực tự vô hình ấy đang để mắt đến các bạn, hỗ trợ các bạn, giúp đỡ các bạn và giữ cho bạn và cả gia đình và những người mà bạn yêu thương ấy được an toàn. Chắc là rất là bất ngờ, có thể nhá, mình lấy tự nhiên đầu mình nảy ra một cái, mình lấy ví dụ như các bạn phát hiện ra cái người này họ ôm một đống nợ gì đấy rất là nhiều và đột nhiên họ bị bùng ra đấy, bị vỡ ra đấy, vỡ nợ đấy, vỡ ra bắt đầu bạn mới phát hiện ra mà bạn rời khỏi ngay cái người này. Chứ còn nếu như mà bạn còn yêu họ đậm sâu hay gì đó rồi, thậm chí bạn sẽ phải rất là khổ sở vì cái người này luôn đó, hoặc là họ có một cái quá khứ, hoặc không phải là quá khứ mà họ họ bản chất họ là một cái người mà có một cái gì đấy nó không tốt, nó có vấn đề mới đúng. Thì mình thấy là như vậy. Nhưng mà bạn có đau khổ không? Có, bạn sẽ cảm thấy thiếu thốn khi mà họ rời khỏi cuộc sống của các bạn. Vậy thì tại sao lại hỏi là lại thiếu thốn? Bởi vì mình thấy rằng là có thể nói là khi mà họ tới thì họ cũng làm thay đổi một số cái khía cạnh trong cuộc sống của các bạn. Cho nên là khi mà họ ra đi thì bất kỳ ai cũng thế thôi, chúng ta họ đã để lại một cái dấu ấn gì đó trong trái tim của chúng ta rồi, thì khi ra đi chắc chắn là nó sẽ có những cái tổn thương, những cái cảm xúc nhất định. Và mình thấy rằng là hai người có yêu nhau hay không, mình thấy hai người có tình cảm với nhau đấy, nhưng mà nó sẽ không lâu dài được, nó sẽ không thể phát triển được. Và cứ yên tâm rằng cho dù cảm giác thiếu thốn nó, cho dù cái khoảng khoảnh khắc khiến bạn buồn, khó khăn hay gì đó, bạn sẽ vượt qua được. Bạn sẽ lèo lái con thuyền của mình từ vùng nước sóng gió đến với cái vùng nước của bình yên, mới đến bên kia bờ của sự vui vẻ hạnh phúc này. Và mình thấy là các bạn thông qua cái câu chuyện này, các bạn sẽ học cách làm chủ cuộc sống của mình, biết đâu là thứ mà mình cần, nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn, nhiều chiều, nhiều khía cạnh hơn. Và mình thấy các bạn cũng có là lớp ở đây, nhưng mà lớp này là self love, tức là bạn học cách yêu thương, trân trọng bản thân của mình hơn. Đôi khi chúng ta nói không nhá, chúng ta nói không với những thứ mà chúng ta biết là nó tệ với chúng ta, mặc dù là chúng ta có tình cảm với nó. Đấy cũng là cách mà chúng ta yêu thương bản thân của chúng ta đấy. Chứ không phải là chúng ta yêu thương bản thân, chúng ta chiều theo cái cảm xúc mong muốn của chúng ta là chúng ta phải đi theo cái người đó, mặc dù cái người đó đối xử tệ với chúng ta đâu. Không, tức là mình sẽ lựa chọn cái gì tốt nhất cho bản thân của mình, chứ không phải là chiều theo cảm xúc nhá. Cho nên nhiều bạn không hiểu cái từ yêu thương bản thân này, tưởng là mình chiều theo ý của bản thân. Không, giống như là các bạn bị tăng cân đi, hoặc các bạn bị rơi vào cái trạng thái béo phì và nó có rất là nhiều những cái tác động rất là xấu đến sức khỏe của bản thân các bạn đi, thì yêu thương bản thân ở đây có nghĩa là các bạn sẽ tìm cách nào đó để không cho bản thân mình tiếp tục nó rơi vào cái trạng thái béo phì quá hay là gì đấy, thì nó sẽ khiến cho cái sức khỏe của các bạn nó bị yếu đi chẳng hạn, hay là nó bị ảnh hưởng chẳng hạn. Tức là bây giờ bạn sẽ hành động vì sức khỏe của bản thân các bạn, chứ không vì bất kỳ điều gì, vì người ta body shaming bạn hay là gì gì đó. Không, bạn sẽ hành động vì cái sức khỏe bên trong của các bạn ấy đó. Và chứ không phải là các bạn chiều theo ý cái ham muốn cảm xúc của bản thân là mình muốn ăn 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 nó, cái đấy không phải yêu thương bản thân đâu nhá. Yêu thương bản thân là dành những điều tốt đẹp nhất cho chính bản thân của chúng ta đó. Rồi, và mình không có ý body shaming gì tất cả mọi người đâu hay là gì đó nhá, chúng ta chỉ hướng đến cái việc đấy là làm sao cho cái sức khỏe của chúng ta nó tốt nhất thôi. Ok rồi, và mình thấy rằng là cho dù có cái khó khăn nào đi chăng nữa thì mình thấy là bạn sẽ vượt qua được, bạn sẽ vượt qua được những cái khó khăn, bạn sẽ học được những cái bài học cần thiết và cho mình một cái cánh cửa mới. Và trong năm nay có thể mình thấy là các bạn cũng có thể tìm đến rất là nhiều những cái phương thức để chữa lành cho cái tổn thương bạn có, và bắt đầu có thể là bạn bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với tâm linh, với thiền định, với tâm linh, hay là với bất kỳ một cái điều gì đó với các bạn có Doors to Spirit. Có thể các bạn bắt đầu cầu nguyện này, bắt đầu ngồi thiền này, bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn này, những cái mà bạn muốn kết nối với cái thế giới tâm linh, với cái thế giới linh hồn, với chính bản thân bên trong ngôi nhà của các bạn ấy đó. Và mình thấy là tình yêu ấy nó sẽ đến vào lúc bạn thực sự sẵn sàng. Thì mình thấy là bạn cứ phải khởi động đã. Năm nay là một năm khởi động. Khởi động để mình kiểu giống như là chúng ta tập thể dục ấy, thì chúng ta phải khởi động ấy để cho tất cả mọi thứ nó nóng lên, để cho cái cơ của chúng ta nó khi mà chúng ta tập luyện thì nó sẽ không bị đau, nó sẽ không bị kiểu như là chấn thương kiểu kiểu như thế. Thì đây nó giống như là một hình thức bạn tập luyện, bạn tập dượt,
Và tình yêu ấy, nó sẽ đến vào cái lúc mà bạn thực sự sẵn sàng. Còn năm 2022 thì mình thấy là đây sẽ là cái thứ xảy ra trong cái câu chuyện tình cảm của các bạn nhá. Có thể nó sẽ khiến bạn thất vọng, nhưng mà bạn phải cảm thấy may ấy, bởi vì mình đã kết thúc cái mối quan hệ này ấy để bạn và những người bạn yêu thương được an toàn ấy. Đấy, cái đấy là cái cách nhìn nhận cái câu chuyện, chứ không phải là ôi không có người yêu và chán thế gì gì đó. Có người yêu đi chăng nữa, nhưng mà yêu một cái người mà khiến bạn đau khổ, mệt mỏi ấy, chán nản buồn bã, hoặc là đẩy bạn vào những cái trạng thái kinh khủng ấy, bạn có yêu không? Đúng không? Đấy là mấu chốt của vấn đề đấy. Chứ không phải là cứ là yêu thì mới là vui vẻ đâu. Thông điệp. Ok. Khi bạn rời khỏi thế giới này, thứ mà bạn mang theo không có gì cả ngoài linh hồn của bạn và những cái ký ức bạn đã chia sẻ với những cái người xung quanh. Rồi thông điệp dành cho tụ bài số 3. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Healing này, mình thấy healing này. Bạn cần phải có một cái sự chữa lành cho cái mối quan hệ này. Và có những thời điểm chúng ta phải chấp nhận quá khứ là như vậy, những câu chuyện là mọi thứ diễn ra là như vậy. Cho chúng ta phải cho phép những cái điều mới mẻ hơn đến với cuộc sống của chúng ta. Thì khi cái điều này nó qua đi á, bạn hãy cho phép những điều mới mẻ hơn bước vào trong cuộc sống. Hãy thực sự sẵn sàng để đón nhận cái thứ mà nó thực sự xứng đáng với mình ấy. Chúng ta cuộc sống luôn luôn trải qua những cái bài học này kia mà. Chúng ta không thể mong một ngày chúng ta sinh ra từ bé đến lớn chúng ta chỉ có vui vẻ hạnh phúc được. Không có. Chúng ta sẽ phải trải qua những cái câu chuyện va vấp này kia trong xã hội, trong cuộc sống, để chúng ta học được bài học. Và nó sẽ khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn, thông thái hơn, phát triển hơn. Nhá, cố gắng lên. Tìm cái thứ thực sự healthy, lành mạnh cho cuộc sống của mình ấy. Rồi, và đó là các bạn chọn tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.